Rồi, anh xin chào mấy bạn ha. Thì trong video ngày hôm nay, anh sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về một cái bài toán liên quan đến hình học giải tích ODZ. Rồi, đề bài nằm trên bảng, các bạn cùng anh đọc đề. Anh cho một cái tam giác ABC có tọa độ 3 đỉnh ABC và yêu cầu đề bài là viết phương trình đường phân giác trong góc BAC. À, có nghĩa là bài này mình sẽ viết cho anh cái phương trình đường phân giác của cái góc A này. Thì bây giờ để tiết kiệm thời gian thì anh đã vẽ sẵn cho các bạn cái hình ở trên bảng. Là bây giờ yêu cầu của tụi mình là các bạn sẽ viết cho anh cái đường phân giác là cái đường AD này đó. Thì bây giờ đầu tiên ha, các bạn đầu tiên vào các bạn sẽ gọi tên cái đường nó ra trước đi. Thì anh sẽ gọi D là chân đường phân giác. Chân đường phân giác trong ha. Phân giác trong của góc BAC. Rồi, ok. Rồi, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ các bạn sẽ cùng anh đi tìm coi là cái tọa độ điểm D này có tọa độ là bao nhiêu. Từ đó mình mới viết được cái phương trình đường AD này. Đúng không? Rồi, thì bây giờ các bạn đọc đề lại giùm anh đi. Người ta đang cho tọa độ 3 đỉnh kìa. Thì bây giờ thôi mình chưa biết làm gì. Bây giờ các bạn tính trước giùm anh tọa độ của ba cái vector AB, AC và BC ra trước đi ha. Để còn lát nữa coi mình có sử dụng gì thì mình xài luôn, mình khỏi tính lại được không? Thì bây giờ đầu tiên các bạn tính giùm anh là vector AB trước đi ha. Rồi nếu như các bạn tính thì nó sẽ ra là -151. Rồi, vector AC các bạn tính nó sẽ ra là 111. Rồi tương tự vector BC các bạn tính nó sẽ ra là 2-4 không. Được không? Rồi bây giờ cái vấn đề tính vector thì không có gì để nói đúng không? Rồi khi á, mà người ta nói về cái vấn đề đường phân giác thì các bạn sẽ nhớ lại cho anh một cái kiến thức mình đã học ở cấp 2, cụ thể đó là lớp 8. Đó là về vấn đề tính chất đường phân giác. Thì cái tính chất đó nó phát biểu như sau ha. Bây giờ anh cho một cái tam giác ABC như trên bảng. Anh có cái đường phân giác trong AD, đó là phân giác của góc BAC đó. Thì lúc này trên cái cạnh BC anh sẽ có được cái cặp cạnh tỷ lệ như sau. Các bạn nhìn giùm anh ha, D của anh đang là chân đường phân giác thì anh sẽ có cái tính chất là DB chia DC và nó sẽ bằng là AB phần AC. Được không? Thì đây là cái kiến thức lớp 8, các bạn note lại giùm anh cái kiến thức này. Và tụi mình sẽ dựa vào cái tỷ lệ thức này để mình đi tính cái tọa độ điểm D ra. Thì bây giờ tính như thế nào? Bây giờ các bạn nhìn giùm anh cái hệ thức này trước đi ha. Các bạn thấy là anh đang có 4 độ dài. Tuy nhiên trong 4 độ dài này anh có độ dài AB anh có thể tính được, độ dài AC anh có thể tính được. Thì từ đó anh sẽ biểu diễn được cái tỷ lệ DB chia DC bằng một hằng số. Đúng không các bạn? Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ đi theo cái ý tưởng đó trước ha. Bây giờ các bạn tính giùm anh cái độ dài AB AC ra trước đi. Bằng cách là mình có vector rồi nè, các bạn tính ra giùm anh. Thì AB anh tính ra được là căn 27. Rồi tiếp tục AC anh tính ra được là căn 3. Được không? Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi vào thì mình ghi là xét tam giác ABC có AD là đường phân giác trong ha. Đường phân giác trong. Rồi thì lúc đó mình sẽ có được là cái tỷ lệ như nãy anh đã đề cập cho các bạn là DB phần DC nó sẽ bằng là AB phần AC. Rồi AB AC ở trên anh đã tính rồi, các bạn thay số vào giùm anh. Thì ở đây là căn 27 chia cho căn 3. Đúng không các bạn? Rồi các bạn tính ra thì nó sẽ ra được là tỷ lệ là, các bạn bấm máy ha, căn 27 chia cho căn 3 thì nó được là 3. Được không các bạn? Rồi từ đây anh sẽ tính được, có phải là anh sẽ đá cái thằng DB DC lên thì có phải anh có được là DB nó bằng 3 lần DC. Được hết không? Rồi thì bây giờ tới đây mình sẽ có hai hướng để mình tìm cái hướng tọa độ điểm D. Hướng thứ nhất ha, đó là mình sẽ dựa vào cái tỷ lệ độ dài này để mình tính. Tuy nhiên dựa vào cái độ dài á, thì các bạn nhớ lại cho anh cái công thức độ dài. Các bạn nhớ là nó có căn. Thứ nhất là nó có căn, thứ hai là nó có bình phương. Nếu như mình đi theo cái hướng đó thì cái việc mình giải ra cái thằng D nó hơi khó. Thì bây giờ anh sẽ đi theo cái hướng thứ hai, đó là anh sẽ dựa vào cái hệ thức vector. Được không các bạn? Vector nghĩa là sao? Bây giờ các bạn nhìn giùm anh ha.
Các bạn nhìn giùm anh trên cạnh BC, các bạn thấy là điểm D nó đang nằm giữa điểm B và điểm C, đúng không các bạn? Thì lúc này các bạn có đồng ý với anh là vector DB và vector DC của anh nó đang là hai vector ngược hướng nhau, được không các bạn? Thì anh đã có cái tỷ lệ độ dài này rồi, thì lúc này nếu như anh suy ra vector thì có phải anh sẽ suy ra được là vector DB lúc này nó sẽ bằng, nó không còn là 3 lần vector DC nữa mà nó sẽ là trừ 3 lần vector DC. Các bạn lưu ý giùm anh chỗ này ha. Rồi, được hết không các bạn? Trừ 3 lần vector DC, tại vì anh đã nói rồi là hai vector DB và vector DC của anh ngược hướng, cho nên lúc này khi đổi về vector thì cái chỉ số K ở đây nè, các bạn phải thêm cho anh dấu trừ, được hết không? Rồi, thì mình sẽ dựa vào cái chỗ này đây, dựa vào cây phấn màu đỏ màu vàng anh ghi để mình tìm điểm D. Tuy nhiên các bạn nhìn giùm anh cái điểm D lúc này thì mình thấy là mình sẽ cũng hơi là khó tính chúng một xíu. Rồi, bây giờ các bạn có một cái nhận xét của nhanh như sau ha. Các bạn thấy điểm D của anh nó đang nằm trên cạnh BC, mà cạnh BC anh có thể viết được cái phương trình tham số được, các bạn đồng ý không? Thì lúc đó anh sẽ tham số hóa cái điểm D đó theo ẩn là T, và anh sẽ ráp nó vào cái chỗ này để anh tìm ra được cái chữ T của nó. Các bạn hình dung được hướng làm không? Rồi, ok, chỗ này mình tạm thời mình để lại ha. Rồi, bây giờ công việc tiếp theo của các bạn là các bạn sẽ đi viết cho anh cái phương trình tham số của đường thẳng BC ra. Rồi, tiếp tục ha, mình sẽ đi viết phương trình tham số. Chữ phương trình tham số anh viết tắt ha các bạn. Viết phương trình tham số của đường thẳng BC. Rồi, cái vấn đề viết phương trình đường thẳng của viết phương trình tham số của đường thẳng BC thì anh nghĩ là mình không có gì khó khăn hết, được không các bạn? Rồi, thì bây giờ nếu viết đúng á, thì các bạn sẽ ra được là cái phương trình nó như sau ha. X bằng, rồi, vector BC anh đã có rồi, thì anh sẽ chọn đây là cái vector chỉ phương của nó luôn, và anh sẽ chọn nó đi qua điểm B đi, thì các bạn mình sẽ có là 1 cộng cho 2T. Rồi, Y bằng điểm B ha, là 3 trừ 4T. Rồi, Z nó bằng là 4. Được hết không các bạn? Rồi, thì đây là phương trình đường thẳng BC. Rồi, lúc này anh sẽ tham số hóa nó, là anh sẽ đặt tọa độ điểm D. Đặt tọa độ điểm D là sao? Thì các anh sẽ lấy hoành độ nó sẽ là 1 cộng 2T. Ở đây là 1 cộng 2T. Rồi, tương tự tung độ cũng vậy, là 3 trừ 4T. Và cao độ là 4. Rồi, lúc này anh sẽ cho nó thuộc cái đường thẳng BC anh mới viết. Được hết không? Rồi, tiếp tục ha. Các bạn tính giùm anh cái vector DB và vector DC ra. Rồi, vector DB, vector DC. Rồi, thì bây giờ các bạn tính giùm anh ha. Vector DB lấy tọa độ điểm B trừ điểm D, thì các bạn sẽ ra được là trừ 2T. Trừ 2T. Rồi, 4T và 0. Rồi, tương tự vector DC cũng như vậy. Các bạn tính ra giùm anh, lấy điểm C trừ điểm D thì các bạn sẽ ra được là 2 trừ 2T. Rồi, trừ 4 cộng 4T và 0. Rồi, tính được hai cái này rồi, các bạn sẽ thay nó vào chỗ này. Đây, cái mấu chốt, các bạn sẽ thay nó vào chỗ này. Thì các bạn nhớ lại giùm anh ha. Anh có vector A bằng K lần vector B, thì hoành của A nó sẽ bằng K lần hoành của B. Tương tự tung của A nó bằng K lần tung của B, và cao độ cũng vậy. Thì dấu này anh đánh cho nó là cái dấu sao. Thì từ lúc này phương trình sao của anh nó sẽ tương đương ha, sao tương đương. Rồi, vector DB anh sẽ lấy hoành của nó là trừ 2T. Anh cho nó bằng trừ 3 lần hoành của DC, có phải anh sẽ có là trừ 3 nhân mở ngoặc 2 trừ 2T. Đây là phương trình hoành độ. Rồi, tiếp tục tung độ cũng như vậy ha. Đó là 4T nó sẽ bằng là trừ 3 lần trừ 4 cộng 4T. Rồi, tiếp tục cao độ cũng vậy, thì bài này cao độ là 0 bằng 0 là đều luôn đúng rồi. Rồi, tới đây các bạn tiến hành, các bạn giải cho anh cái chữ T là bao nhiêu. Thì bài này các bạn sẽ giải ra được T nó sẽ bằng là 3 phần 4. Được hết không các bạn? Rồi, bây giờ có T bằng 3 phần 4 rồi, từ đây các bạn suy ra được cho anh tọa độ điểm D được không? Được, đúng không các bạn? Rồi, các bạn thay vào giùm anh ha. Đây, thay vào đây là đây. Rồi, các bạn, anh sẽ cùng thay với các bạn 3 phần 4. Một cộng
Rồi điểm D anh ra được là 5 phần 2 0 4. Rồi thì đây chính là tọa độ điểm D của anh. Rồi có tọa độ điểm D rồi, các bạn có tính được cho anh vector AD được hết không? Thì đây chính là vector chỉ phương của đường thẳng AD đó các bạn. Vector AD thì lấy điểm D trừ điểm A thôi được không? Rồi anh lấy 5 phần 2 anh trừ cho 2 thì vector là 1 phần 2. Rồi tương tự là 2 và 1. Rồi thì đây chính là vector chỉ phương của đường thẳng AD nè. Rồi thì bây giờ các bạn thấy là cái chỗ này, rồi thôi có đường thẳng rồi, thì bây giờ mình sẽ viết cho anh cái phương trình tham số đi, được không? Tại vì mình có chỉ phương và mình có điểm đi qua rồi. Thì lúc này ha, mình sẽ ghi là đường thẳng AD. Đường thẳng AD các bạn chọn đi qua điểm nào cũng được, điểm A hoặc là điểm D, nhưng mà bài này anh chọn đi qua điểm A đi. Đi qua điểm A. Điểm A tọa độ là 2 trừ 2, 3. Và có vector chỉ phương. Vector chỉ phương anh viết tắt ha. Rồi, chính là cái vector AD luôn. Rồi, từ đây các bạn hoàn toàn có thể viết được cho anh cái phương trình tham số, đúng không? Rồi, x nó bằng 2 cộng 1 phần 2t. Rồi, y bằng trừ 2 cộng 2t. Và cái cuối cùng là z bằng 3 cộng t. Với t thuộc r. Thì đây chính là cái phương trình đường phân giác trong của góc BAC mình cần tìm. Rồi, thì sau video này thì anh hy vọng là khi mà các bạn gặp những cái bài như thế này thì bạn có thể xử lý được ha. Rồi, thì video đến đây là kết thúc. Anh xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.